Xin chào các bạn, hôm nay công ty cổ phần Việt Úc có mặt tại căn biệt thự 3 tầng mái Nhật của anh Hùng tại phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Căn biệt thự 3 tầng mái Nhật của anh Hùng có diện tích mái ngói hoàn thành là 220m2 các bạn nhé. Và kết cấu sử dụng cho công trình là kết cấu 3 lớp xà gù cổ phong như tô lợp ngói. Đây các bạn nhìn thấy đây. Đây là thanh C150 này. Và thanh thứ hai là thanh cổ phong này. Và thứ ba là thanh mè để lợp ngói. Và ngói sử dụng cho công trình là ngói bê tông xi măng công nghệ Nhật Bản các bạn nhé. Và hôm nay mình có mặt tại căn biệt thự 3 tầng mái Nhật này để review cho các bạn thấy là công trình được hoàn thành sau khi hoàn thành là như thế nào. Mời các bạn video theo dõi video.
Vừa rồi là mình cũng đã chia sẻ rất nhanh về hoàn thiện công trình mái ngói của anh Hùng tại Võ Cường, thành phố Bắc Ninh. Nếu các bạn thấy hay thì cho mình một like nhé, và muốn chia sẻ và một đăng ký kênh bên mình. Và các bạn mong muốn có một mái ngói nhà đẹp thì các bạn có thể liên hệ số hotline của mình dưới đây 0918 433 558, và các bạn có thể truy cập website vietroof.vn. Hơn nữa, nếu mà các bạn muốn có một đội thi công mái ngói chuyên nghiệp và có một kết cấu và chi phí hợp lý nhất thì hãy liên hệ bên mình, và bên mình sẽ tư vấn cho các bạn có một kết cấu hoàn toàn hợp lý với so với điều kiện kinh tế và điều kiện thiết kế nhà mình. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video.